lao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui chơi. Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net. Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 31 tháng 8, dương lịch 2018, tức ngày 21 tháng 7, âm lịch Mậu Tuất. Thưa quý khán giả, hôm thượng tuần tháng 8 vừa qua, một đoàn hơn 40 người do Hòa Thượng Thích Chí Viên, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, dẫn đạo, vượt qua hành trình xuyên đêm từ Nha Trang về Sài Gòn, trên 500 cây số, với bao vất vả, lo âu về tới Thanh Minh Thiền Viện, Vân An, chúc tuế Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ. Chúng tôi đã gọi điện thoại Viện Liên về Khánh Hòa, phỏng vấn Hòa Thượng Thích Chí Viên về chuyến hành trình báo hiếu Thầy Tổ này. Xin mời quý khán giả theo dõi. Kính bạch Hòa Thượng Thích Chí Viên, Hòa Thượng là Phó Viện trưởng Viện Hoa Đào kiêm Chánh Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Khánh Hòa. Trước hết, xin Hòa Thượng cho biết động cơ nào thúc đẩy Hòa Thượng đưa một phái đoàn hơn 40 đạo hữu, huynh trưởng và đặc biệt đoàn sinh gia đình Phật tử Việt Nam vượt 500 cây số từ Nha Trang đến Sài Gòn, bái yết và vấn an Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ. Thầy nghiệm từ lúc thầy dự vô hàng xuất gia hàng năm vào mùa tháng tư kiệt hạ sau lễ tự tử ông xong thì vị thầy trong chúng trong tổ đình hợp tập vị thầy các chùa lớn lớn thường dịch chúng đi đại lễ chứ không phục hòa thượng sáu bảy năm về thì có vấn đề đó nhưng mà riêng vị thầy thì thầy chỉ truyền thống thường thường chúng tăng chứ tăng hoặc là chúng ni có thể có ưu và tắc hoặc ưu bề nhi đi thì không tốt. Nay tập mùa ông tư cực hàng sắp mạng nên thường nhận cho bản hình dân gia đình Phật tử vào hầu tháng này năm thầm để bản hình dân gia đình Phật tử biết ngài Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ là đề ngũ tăng thầm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hiện trú tại Thanh Minh Thiền Viện đã là cái truyền thống của mình từ xưa đến bây giờ là như vậy. Bây giờ thầy tiếp tục theo cho đâu có khác gì đâu. Đây là truyền thống cao đẹp của Phật giáo. Thầy duy trì. Kính xin Hòa Thượng cho biết sức khỏe Đức Tăng Thấm hiện nay ra sao, cuộc gặp gỡ Đức Tăng Thấm tại Thanh Minh Thiền Viện xảy ra như thế nào và các đạo hữu, huynh trưởng hay các em, gia đình Phật tử cảm tưởng ra sao trong cuộc bái yết này? Như là Phật, bây giờ này thể kỷ em một rồi, các nước Tây Phương lên ở Thánh Cung Tăng rồi, còn mình đang chạy xe bốn bánh, lớp xe vào cùng Thanh Minh Thiền Viện thì xuống xe và các thánh chỉ được các em lần lượt xuống sắp hàng theo rằng hai ngày Hòa Thượng chủ trì đang ngồi đây đến bảy ngày và thưa ngài chúng con vào xin đảnh lễ ngài năm
thầy nghe ngài dạy như thầy sắp hàng hai bên mình kéo sau ra phòng khách và mời ngài ngồi, thầy đáp ý đơn lệ ngài vui vẻ và các anh chị trong ban đường dân tiếp tục đăng lễ ngài cầu chúc sức khỏe ngài. Xong rồi đứng đây hai bên cùng chấp tay và ngài hỏi về sinh hoạt gia đình Phật tử, các anh chị Phật tử thưa chúng con sinh hoạt theo truyền thống không vi phạm luật pháp và tất cả Phật tử đồng nguyện thưa ngài chúng con tu theo truyền thống tiến tiến của xã hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không vi phạm luật pháp. Tiếp ngài khẳng khẩn thầy thầy sức khỏe tốt hơn trước đây khoảng 6 tháng thì trước đây thầy có đi vào thăm mà bây giờ thầy thầy khỏe hơn giá công hào tốt hơn thầy thầy mình đi tiếp kiến ngài mua đề tâm tâm khởi lên cái vậy là thầy vui rồi. Dạ, và con thấy có hình là Đức Thánh Thâm ôm các em vào lòng thì rất là dễ thương phải không mà thôi thường. Đúng đúng rồi, ngài có cháu nhỏ, cũng nuôi mấy em, trẻ lại là nhỏ nhất, cho nuôi. Cái đó là không có cũng được phép nhưng mà thằng nào cho nuôi mình thấy vui. Hòa thượng cảm thấy cái cuộc viếng thăm này có ý nghĩa gì đối với các thành viên trong phái đoàn, đặc biệt là đối với các em ngành thiếu niên và oan vụ, mà hình như xưa nay hầu như ít có sự kiện bài ít như thế, phải không hòa thượng? Tu và chữ tu nó cùng một phần. Nếu đến đâu chữ tu mà có cái việc đen á, thì thành tu. Dù rằng ở thiên đàng hay đâu hay ở trên ngai vàng, dẫn lụy lời càng đầy cái sự vô minh và chạy theo không dừng nghỉ như vậy vô minh thừa thải không thiếu nó luôn luôn gặp đeo như vậy là tu à. Ngược lại những như những lời nói chân thật lẽ phải công bằng chân lý định lực chân pháp thì lời nói ấy nó sẽ lan truyền khắp năm châu vùng địa thì đó là tu. Dù ở trong hám đá hay trong một bức tường, người tu vẫn giữ hằng nguyện nhập mặt tinh tấn thường câu Phật đạo hòa hóa chúng sanh giáo lý của Phật dạy Phật pháp thức lý thế gian pháp dù đồng thời tốt ngài vẫn thực hiện được cái hằng nguyện của mình. Hiện tại thì bây giờ các cháu thì còn nhỏ, còn như mầm ngày mai sẽ lên chồi và ngày kia sẽ lên tre và tre sẽ có cành lá xanh tươi sẽ phổ biến cho cảnh quan thế giới càng tốt đẹp, trong đó có đạo Phật. Việt Nam xưa có câu mà tre ăn nắng mọc từ cả tháng chị đến cả em nhỏ thầy thấy ai cũng vui. Đơn vị gia đình Phật tử Khánh Hòa là một cái đơn vị đầu tiên phản đối sự kiện Giáo hội Nhà nước phân ly gia đình Phật tử Việt Nam năm 1996 và luôn bảo vệ nội quy, quy chế gia đình Phật tử Việt Nam thống thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Kính xin Hòa thượng hoan hỷ giải thích sự kiện đầy trí và dũng này. Thầy nhìn Phật từ năm 1925 thì sinh hoạt tuy có trường ngài hạn chế nhưng mà vẫn theo truyền thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nhưng 6 đến năm 81 nhà được tổ chức vận động thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ đó nhân dân và Phật tử miền Trung và miền Nam và gọi thêm một từ là Phật giáo quốc dân. Như vậy và từ đó nhà nước đưa tay vào tôn giáo dưới hình thức mặt trận. Như vậy là Phật giáo bị chia là hai phần. Giờ là tức là Phật giáo Việt Nam được nhà nước hỗ trợ mọi mặt. Còn Phật giáo truyền thống là bị chèn ép. Còn một phải một thứ mà nhiều chuyện, nhiều thứ. Vì không theo tổ chức của nhà nước cho nên mình khó khăn. Kể tiếp nhà nước thành lập Phật tử phân ban, gia đình Phật tử. Về gia đình Phật tử Việt Nam thống nhất về sự hướng dẫn của Ấn Châu vận dụng nội quy và quy chế gia đình Phật tử Việt Nam
trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Sau đó Hòa thượng Minh Châu triệu tập bốn anh Vinh Trường Cấp Dũng, tức là anh Châu, anh Cầm, anh Cường, anh Quyền, là lãnh đạo Tam Hướng Dẫn Trung ương, làm đơn ra Hà Nội xin gia nhập Giáo hội Nhà nước do Hòa thượng Minh Châu hướng dẫn. Khi làm đơn ra thì mình không biết lãnh đạo Nhà nước trả lời như thế nào. Và kể từ đó, Ban Hướng Dẫn Trung ương về tiếp tục sinh hoạt, nhưng không theo nội quy và quy chế gia đình Phật tử Việt Nam thống thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nhưng vẫn lấy danh nghĩa Thống Nhất chuyện này thì ở các tỉnh xa không biết. Nhưng mà sau đó là cái đơn của Hòa thượng Minh Châu và anh Châu, anh Quyền, anh Cường đồng ký tên cái đơn đó là Hòa thượng Tâm Thủy để làm trận đại diện Tịnh Khánh Hòa đang lưu giữ cái đơn đó. Thì cho nên có cả anh chị ở Trung ương và cả tỉnh không đồng ý cái quan niệm của anh Châu, cho nên mấy anh chị quyết định không tham gia và chỉ bảo vệ nội quy quy chế gia đình Phật tử Việt Nam thông thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mà thôi. Bạch Hòa Thượng, thì có lẽ là cái cuộc viếng thăm rất là đặc biệt của Hòa Thượng vừa rồi đó. Nhà nước muốn cố lập ngài của Đức Tăng Thống, nhưng mà có gia đình Phật tử, có giáo hội thì ngài không cô đơn, phải không Bạch Hòa Thượng? Cái đó là nhà nước đã cố lập lâu rồi. Được kia thầy thấy có công an ngồi trước, họ chụp hình cũng có xin luôn. Bây giờ thì nhiều lúc họ ở đâu đó mình cũng thấy. Khi mình đi đến không có, thỉnh thoảng thấy có một vài người, ba bốn người ngồi bên kia tôi hình tôi xin chụp hình. Thì đến bây giờ ngay vẫn quản thúc vậy thôi. Chứ họ bảo để cho mình tự do. Nếu họ nói tự do nhưng họ không thực hiện tự do. Bây giờ thì ngay vẫn ở trong vấn đề quản thúc đó thôi. Nhưng mà dù sao nữa mình ở đâu thầy nói ở đâu cũng tu hết. Ngài vẫn gặp mặt, ngài vẫn tính tĩnh, ngài vẫn tu và vẫn có người tới thăm. Như vậy đâu phải một mình ngài đâu mà quản thúc nhiều lắm, ai quản thúc hết đó. Đó thì Việt Nam thì họ nói tự do tôn giáo đó, chứ họ cứ nói trên văn bản rồi thôi, chứ họ có thực hiện đâu, họ có thực hiện không? Thôi nó thực hiện đi, cả tôn giáo được sinh hoạt bình thường chứ đâu có ai ngăn cản, đâu có ai đi từng nhà để mà ngăn cản. Đó nên như mà các em ở Huế đi sinh hoạt tài thì có những nơi từng đường không cho đi, có những nơi tới nhà vận động, có những nơi tới nhà khủng bố. Đó thân nên họ nói là một chuyện mà không thờ họ thực hiện có đúng hay không là một chuyện nữa. Đến lúc nào đó họ phải biết là thay á. Có lúc nào đó họ biết, họ nhận thấy, họ sáng lên nhận thấy được. Thầy nghĩ làm điều đó. Xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Chí Viên. Ai như là Phật, Phật giáo, Đà Hữu và Minh Hải và tất cả các anh chị trong đại Phật giáo hải ngoại thường được an lành, Bồ Đề Tâm Kiên Cố. Ai như là Phật cho thầy gửi lời thăm tất cả. Gần đây, có số người thắc mắc về cuộc phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ được đưa lên mạng Internet tuần qua mà tên dư luận viên Thục Vụ chớp lấy cơ hội nghìn năm có một, viết bài vu cáo cư sĩ Võ Văn Ái, giấu nhẹm cuộc phỏng vấn không cho Phật tử và người Việt được nghe tiếng ngài phân tích tình hình Việt Nam, biến Đức Tăng Thống thành người câm. Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã cho phát hành thông cáo báo chí hôm 26 tháng 8 vừa qua giải thích sự vu cáo, dối gạt của Thục Vụ, đồng thời cho biết cuộc phỏng vấn ấy, cơ sở quê mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã trình chiếu tại Quốc hội Hoa Kỳ tại lễ Phật đản do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tổ chức Nam California trước 5.000 Phật tử và phổ biến qua YouTube suốt 8 năm qua. Sự thật xuất phát cuốn video phỏng vấn nói trên là năm 2009, ông Thor Halvorsen cho ra đời tổ chức Diễn đàn Tự do Oslo ra mắt tại Na Uy. Ông mời những nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ nổi danh khắp năm châu đến thủ đô Oslo tham gia và thuyết trình. Trong số này có ông Võ Văn Ái, chủ tịch cơ sở quê mẹ hành động cho dân chủ Việt Nam.
Trong cuộc gặp gỡ này, ông Võ Văn Ái đã đề nghị và sắp đặt với Thor Halvorsen trước về Sài Gòn phỏng vấn Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ 9 tháng sau đó. Xin mời quý vị nhà nghe phóng sự buổi ra mắt diễn đàn Tự Do Oslo đã phát trên Đài Phật Giáo Việt Nam 9 năm trước đây. Thưa quý vị nhà Đài Phật Giáo Việt Nam, một tổ chức quốc tế mới vừa ra đời tại thủ đô Oslo, Vương quốc Na Uy, có tên Diễn đàn Oslo cho Tự Do, The Oslo Freedom Forum, sau 3 ngày hội nghị từ ngày 18 tới ngày 20 tháng 5 vừa qua, với sự tham dự của 200 đại biểu đến từ 30 quốc gia Âu, Á, Mỹ, Phi và châu Mỹ Latin, bao gồm nhiều nhân vật chính khách đại diện các tổ chức nhân quyền dân chủ trong thế giới, đặc biệt là những khuôn mặt quốc tế đấu tranh bảo vệ nhân quyền đã từng bị tù đầy 3-4 thập niên qua. Những khuôn mặt lớn như nhà văn Elie Wiesel, giải Nobel Hòa bình, cựu thẩm thấm Václav Havel, nhà ly khai Liên Xô Vladimir Bukovsky, nhà ly khai Trung Quốc Harry Wu, nhà ly khai Cuba Armando Valadares, bà quả phụ Elena Sakharov, vân vân. Đại biểu cho Việt Nam là ông Võ Văn Ái, chủ tịch cơ sở quê mẹ Hành động cho Dân chủ Việt Nam, đồng thời là phát ngôn nhân Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Để hiểu rõ mục tiêu cùng đường hướng của Diễn đàn Oslo cho Tự Do, chúng tôi phỏng vấn ông Thor Halvorsen. Xin mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn này. Thưa ông Thor Halvorsen, là chủ tịch sáng hội nhân quyền có trụ sở ở New York, Hoa Kỳ, và ông cho thành lập Diễn đàn Oslo cho Tự Do, The Oslo Freedom Forum. Mục tiêu của phong trào mới này là gì? Ông có dự tính gì cho hướng tiến của phong trào? We have been looking for a place, for a space in which human rights defenders, survivors of human rights abuses, those who can inspire us, can come together and discuss. Chúng tôi nhắm tới một nơi chốn, một không gian nơi những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền, những người sống sót sau khi bị chà đạp nhân quyền, những ai có thể gợi hứng cho chúng ta có thể chung vai sát cánh và trao đổi các vấn đề hiện tình. Không phải là thứ diễn đàn tập hợp những kẻ quan liêu dành phục vụ bọn thư lại, các luật gia hay giới truyền thông, mà là một cái gì đang bắt lửa trong trí tưởng của quần chúng. Đây là lý do thúc đẩy chúng tôi bắt tay thực hiện. Chúng tôi không có sự hậu thuẫn nào của chính quyền, cũng không có những tổ chức phi chính phủ quan trọng nào tham gia với chúng tôi. Chỉ thuần túy những người tin tưởng vào quyền con người. Đây là điều nói lên lý do vì sao chúng tôi cố công thực hiện và vì sao chúng tôi có mặt ở đây. Xin ông cho biết về hội nghị tổ chức tại thủ đô Oslo, kết quả nhắm tới là gì và ông mong chờ việc gì trong tương lai? Cuộc hội nghị này nhằm vinh danh những ai đã đi trước chúng tôi, những ai đã trải qua trong tù ngục 5 năm, 10 năm, 20, 30 năm hay có trường hợp 33 năm. Vinh danh những sự hy sinh của họ khi họ dám đứng thẳng trước bạo quyền để nói không, khi họ đã dũng cảm nêu tên những điều xấu ác, trong khi biết bao người khác vì yếu đuối chẳng dám nói lên. Alexander Solzhenitsyn đã nói lên hồn ma của Munich, mà vì sao hồn ma đó vẫn còn vất vưởng tồn tại? Đó là hồn ma mà nếu chúng ta có để cho nó áp đảo, chúng ta sẽ tiếp tục sống trong sự giả dối. Những người mà chúng tôi vinh danh tại Oslo là những người không chịu hài lòng với sự tiền hậu bất nhất. One of our speakers at the conference was Võ Văn Ái, and he moved the entire audience. His testimony was so extraordinary. Một trong những người phát biểu tại hội nghị này là anh Võ Văn Ái, người Việt Nam. Anh đã làm hội trường cực kỳ xúc động, lời chứng của anh đặc biệt phi thường. Sự kiện mà anh tranh đấu không phải cho một năm mà qua nhiều thập kỷ là lời chứng cho tư cách lãnh đạo của anh, trong ý nghĩa chủ định, trong niềm vui và tình thương của anh dành cho cái khác. Kỳ vọng của chúng tôi là anh lấy thêm sinh lực khi rời khỏi hội nghị này. Anh biết rằng anh có rất nhiều bằng hữu tỏa rộng từ Argentina đến Chad, từ Belarus đến Na Uy, từ Canada đến Mauritius và trên đường vươn tới Trung Quốc. Anh Võ Văn Ái đang có bằng hữu trên khắp năm châu. Những bằng hữu đang cảm thông và hậu thuẫn cuộc tranh đấu mà anh là người chủ động. Xin cảm ơn ông Thor Halvorsen đã dành cho cuộc phỏng vấn này. Đại biểu cho Việt Nam, ông Võ Văn Ái nói lên cảnh trạng khổ đau của đất nước và dân tộc qua ba cuộc xâm lăng Tàu, Pháp và Cộng sản. Distinguished participants, Lady
and gentlemen, I am deeply honored to speak before this unique assembly. Thưa quý ngài và các bạn, tôi hân hạnh được mời nói trước hội trường quý trọng hôm nay và xin ngỏ lời đa tạ diễn đàn Oslo cho tự do đã có nhã ý mời tôi tham dự hội nghị này. Tôi xúc động trước lời mời của quý vị như một lời mời trở về mái nhà xưa. Tôi đang gặp lại những bạn bè cũ như Vladimir Bukowski và Armando Valadere mà tôi đã cùng họ tham gia phong trào quốc tế vào thập niên 1980 tại Paris. Lúc đó, phong trào của chúng tôi khá lý tưởng, nhưng đã vô cùng gợi hứng và mạnh mẽ, cũng như đứng vững trước sự thử thách của thời gian. Hai thập niên sau, chúng tôi lại gặp nhau ở đây, kết hợp trong phong trào mới, diễn đàn Oslo cho tự do, phụng sự cùng lý tưởng chiến đấu, tìm kiếm tự do và đối kháng bạo ngược chuyên chế dưới mọi hình thức. Tôi muốn kể một câu chuyện bản thân tôi, nhưng cũng là câu chuyện của Việt Nam. Câu chuyện của một đất nước bị Trung Quốc đô hộ suốt 1.000 năm, rồi 100 năm Pháp thuộc, và bây giờ đây bị dày đạp dưới chế độ Cộng sản, một chế độ chối bỏ nhân quyền. Sinh ra dưới thời Pháp thuộc, nên từ nhỏ tôi chứng kiến cảnh ngoại nhân bạo hành với dân tôi, cảnh nhục nhã cay đắng của một dân tộc bị trị. Sau đó, vì tham gia kháng chiến giành độc lập, tôi bị bắt, bị tra tấn, nhưng một phép lạ đã cứu tôi không bị hành quyết. Ông chủ sự phòng thẩm cung thích nghe nhạc kháng chiến. Ông bắt một tù nhân kháng chiến ngồi hát, trong khi những kẻ thừa hành tra tấn chúng tôi. Tôi không thể nào quên được tiếng hát hòa lẫn với tiếng thét gào đau đớn. Năm đó, tôi 13 tuổi. Hiệp định Geneva chia cắt đất nước tôi thành hai miền Nam Bắc. Như mọi người Việt bấy giờ, tôi hy vọng hòa bình đem lại công lý và tự do cho đất nước tôi. Nhưng chúng tôi đã kỳ vọng hảo. Ông Hồ Chí Minh không đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam, mà cốt áp đặt nền độc tài Mác Lê để nô lệ hóa nhân dân. The Vietnam War in the 1960s brought a new cycle of suffering. I am a Buddhist, and at that time, I was a spokesman for the Unified Buddhist Church. Cuộc chiến tranh thập niên 60 mang lại một chu kỳ khổ đau mới. Là Phật tử và là người phát ngôn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở nước ngoài, tôi đi thuyết trình quanh thế giới, kêu gọi cho một giải pháp hòa bình không cộng sản. Tôi nhớ ngày đến châu Âu, lần đầu tiên đột nhiên tôi mới cảm nhận mình là một con người, mình có quyền sống, có quyền cười nói, tự do, không sợ hãi. Thời ấy, tôi đi tiếp xúc các chính quyền Âu Mỹ, giải thích cho họ biết rằng giải pháp hòa bình của Liên Xô hay Bắc Kinh không mang lại hòa bình đích thực cho dân tộc tôi. Nhưng lời tôi nói rơi vào sa mạc. Ngày quân đội Hoa Kỳ triệt thoái, bộ đội và xe tăng Bắc Việt tràn chiếm miền Nam. Một cuộc chiến vừa hạ màn để cho một cuộc chiến khác dấy lên. Hà Nội giáng quả đấm sắt nghìn cân xuống đầu dân Việt. Hôm qua, nhà văn Ile Weso nhắc đến tội ác của sự im lặng, sự dửng dưng và sự thất bại khi ta ngậm họng. Năm 1975, khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt, sự im lặng nặng nề của tội ác đã trùm phủ lên toàn cõi Việt Nam. Hàng triệu người phản chiến trên thế giới trước đây đòi hỏi cho hòa bình Việt Nam nay bỗng im bặt. Báo chí Tây Phương thường dũng mãnh lên tiếng tố cáo cuộc chiến tranh khủng khiếp, giờ đây im bặt trước sự kiện Hà Nội lùa hàng triệu người vào trại tập trung cải tạo, nơi họ phải lao động khổ sai và chết đói, hay cưỡng bức hàng trăm nghìn người khác lên vùng kinh tế mới. Thế giới đã lặng câm khi nửa triệu người vượt biển đi tìm tự do, chết thảm trên đại dương. Một lần nữa, dư luận quốc tế không thể thoái thác nói rằng họ không biết. Cuối năm 1975, tôi đã tức khắc báo động thế giới về thảm trạng bắt bớ và đàn áp những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Nhưng bất ngờ thay, tiếng nói tôi chẳng còn ai muốn nghe. Giới chính trị gia ngượng ngùng khi tôi nói, báo chí lơ là không muốn đăng các tin sầu thảm tôi mang lại. Phải chăng như Armando Valadere nhận xét trong trường hợp Cuba nước Anh, người ta đã tránh né để khỏi phải nhận mình đã sai lầm? Hoặc giả, người ta tiếp tục coi như bình thường để làm ăn với giới lãnh đạo Cộng sản?
I decided to devote my life to breaking this wall of silence, to give a voice to the voiceless people in Vietnam. Từ lâu, tôi phụng hiến đời tôi cho việc phá vỡ bức tường im lặng và mang lại tiếng nói cho nhân dân không tiếng nói tại Việt Nam. Tôi muốn được đảm bảo rằng 8 triệu người chết trong hai cuộc chiến tại Việt Nam không là những kẻ uổng tử. Tôi đã viết nhiều sách, nhiều bài báo kêu gọi thế giới chớ quên cảnh ngộ dân tộc tôi. Tôi ra báo bí mật, gửi về Việt Nam, thúc đẩy văn nghệ sĩ gìn giữ nền văn hóa Việt Nam cao quý trước sự công hãm của nền văn hóa Marxist. Tôi thiết lập đài phát thanh phát về trong nước. Tôi đi khắp thế giới làm chứng nhân tại Liên Hiệp Quốc, tại Quốc hội châu Âu và Quốc hội Hoa Kỳ nhằm báo động công luận về thảm trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Nhưng cuộc đấu tranh còn quá gian khổ vì Hà Nội kiểm soát dân khắc nghiệt. Chúng tôi không có tự do báo chí, không có tự do nghiệp đoàn, không có xã hội dân sự. Những ai đòi hỏi cải tổ chính trị, đòi hỏi dân chủ hay nhân quyền liền bị bắt giam. Trong hoàn cảnh trống vắng chính trị như thế, các phong trào tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo, trở thành những xã hội công dân và đóng vai trò tích cực bảo vệ nhân quyền. Nhưng hậu quả là các phong trào tôn giáo này đang bị làm bia nhắm cho sự đàn áp. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tôn giáo lớn nhất tại Việt Nam, bị cấm hoạt động. Hàng giáo phẩm bị sách nhiễu hay bị bắt giam. Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, vị lãnh đạo giáo hội, người được sáng hội Rafto của Na Uy tuyên dương vào năm 2006, mà tôi vinh dự lãnh giải thay cho ngài, hiện đang bị tù đày rồi quản chế suốt 28 năm ròng. Trong những năm vừa qua, Việt Nam mở cửa kinh tế theo thị trường tự do, nhưng lại theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này có nghĩa là gì nhỉ? Thế nhưng chính sách đổi mới, tức mở cửa kinh tế dưới sự kiểm soát độc đoán, đã thất bại thảm não cùng lúc với những vi phạm nhân quyền trầm trọng. Nạn tham nhũng tràn lan thành quốc nạn, nạn cửa quyền, bất công xã hội, bóc lột lao động khắp nơi. Trong một xã hội không có pháp quyền, không có nền tư pháp độc lập, nhân dân chẳng biết cầu viện đâu, chống lại những điều sai trái xấu ác, nên phải sống thường trực trong bất an, gian khổ và sợ hãi. Chủ nghĩa phát xít và cộng sản là hai đại nạn của thế kỷ, nhưng còn có đại nạn thứ ba đang chờ đón chúng ta, đó là sự liên minh các chế độ độc tài. Dù độc tài phái hữu hay độc tài phái tả, từ Phi Châu, Á Châu đến châu Mỹ Latin, dưới danh xưng trục cực quyền Axis of Sovereignty, quy tụ các quốc gia như Cuba, Zimbabwe, Miến Điện, Iran, Trung Quốc, Sudan và Việt Nam. Các chế độ độc tài này liên minh nhau để dập tắt tiếng nói của tự do trong thế giới. Liên minh này thao túng Liên Hiệp Quốc, mục tiêu của chúng là ngăn chặn cuộc toàn cầu hóa dân chủ. Bằng việc kết liên những tiếng nói cho nhân quyền tại đây hôm nay, diễn đàn Oslo cho tự do đang tiến công chống lại liên minh bạo ác này, đồng thời mở ra cánh cửa của niềm hy vọng. Việt Nam là một trường hợp thử nghiệm. Hà Nội đang tìm cách chứng minh ngược rằng nhân quyền chẳng cần thiết, rằng Hà Nội đang xây dựng dân chủ với một đảng độc tôn. Nếu Hà Nội thành công, một tiền lệ khủng khiếp sẽ xảy ra, không riêng cho châu Á, mà cho những chế độ độc tài toàn trị trên hoàng vũ. Tôi xin cất lời kêu gọi các bạn hãy kề vai, sát cánh với chúng tôi để nói lên lời đoán quyết rằng chẳng bao giờ việc đó xảy ra. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. I ask you to join us in making sure that this will never, never happen. Thank you for your attention. Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước, 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả. Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây mỗi lòng chung. Come on.